Xin chào mọi người, tiếp tục là giới thiệu đến mọi người cái mẫu laptop Dell Latitude 7390. Đây là cái bản mà i7 Gen 8 RAM 16 và SSD512 nha mọi người. Bên mình về thì lúc nào cũng vậy, cứ i7 á thì sẽ i7 Gen 8 thì mặc định 16 RAM 512 SSD512. Thường thường là bên mình là nhập là nó như vậy, mọi người zin sao là mình để như vậy luôn. Nên mình nghĩ cái cấu hình này thì cũng rất là ok rồi, mọi người không cần phải nâng cấp làm cái gì nữa hết. Trên cái vỏ thì cũng khá là sạch sẽ, nó chỉ bị hằn cái dấu sticker thôi. Cái dấu mà dán như bình thường á là sẽ là chỗ này là một cái tem của Dell nè. Rồi đây mình nhìn, mình quay nghiêng cho mọi người thấy nha. Đây là cái vết hằn nè. Hằn nè, trên cái vỏ nhung á mọi người, ví dụ dán lên á thì sau này nó sẽ hằn như thế này. Đó, còn lại nhìn trực diện thì cũng không có sao, nhìn như thế này thì không vấn đề gì ha. Chỉ xấu khi nhìn nghiêng thôi. Đó. Nhất là mượn cái ánh sáng ban đêm như thế này nè thì nó bóng bóng là nhìn sao thấy, còn ở bên ngoài hoặc ban ngày thì không thấy gì hết. Chỗ này là hơi mòn, hơi hơi dính cái dấu tay mồ hôi của mình thôi chứ không vấn đề gì hết. Trầy xước thì không có, mòn nhẹ thì sẽ có, nhưng mà nó bị nặng nhất là cái dấu hằn, cái dấu sticker, còn lại là cũng ok. Nếu mà dễ tính thì cũng không sao mọi người. Ngõ sạc, ngõ tai si, HDMI, USB nha. Bên này nhỏ màn hình USB, cái gì đây, thẻ nhớ, tai nghe 13.3 inch Full HD IPS ha. Ở bên trong ở phím rất là đẹp. 7390 thì gọi là sử dụng mà rất là sướng mọi người. Bàn ve chuột cũng đẹp, góc cạnh đẹp. Như vậy là đẹp rồi. Màn hình 13.3 inch Full HD IPS ha. Mẫu rất là chất lượng, nhẹ 1,2 kg. Pin trên 3 giờ kèm sạc zin nha mọi người. Pin thì chắc chắn trên 3 giờ rồi, máy cực kỳ chất lượng luôn á. 7390 i7 8650, RAM 16, SSD là 512. Màn hình là đẹp, không có lỗi lầm gì hết nha mọi người, không có một lỗi lầm. Nói chung là máy này là nó hoàn hảo từ đầu tới cuối đó. Không có cái gì mà phải nhắc tới chứ. Nói chung là tất cả đều hoạt động hoàn hảo từ pin tới mọi chức năng, ok hết. Chỉ có cái vấn đề ở bên ngoài là nó hơi hằn sticker thôi chứ còn lại là không có gì phải nói. Mình báo giá mọi người ha, con máy này máy kèm sạc, pin trên 3 giờ mọi người, 3-4 giờ là vô tư. Giá 7,2 triệu, ai chốt thì inbox mình. Máy thì chỉ có hằn dấu sticker thôi, còn không có cái gì mà để đáng nói hết. Để mình chùi chỗ này nha. Đó, mới nãy nó dính keo, mình chùi để cho mọi người thấy là nó sạch sẽ chứ mọi người tò mò không biết cái đó là gì. À, vậy ha, cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì inbox mình. Luôn luôn bao zin 100%, không hề sửa chữa nên mọi người yên tâm về chất lượng nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình nha. 7,2 triệu cho con 7390 i7 Gen 8 RAM 16 SSD512.